Sự là như em chia sẻ ban đầu em cũng không có, em cũng không có, kỳ vọng lắm. Lúc đó là em đang trong đầu đang có khái niệm là đốt tiền. Thì thực tế là cái ngày đầu tiên em gặp anh á, em cũng nói từ ban đầu là em mang qua đúng cái số tiền để mình triển khai website theo dạng như vậy. Và có một phần nào đó là nó sẽ lấy API từ bên phần mềm cũ để móc vô website. Thì lúc đó anh Tuấn có nói với em là xong rồi bây giờ tất cả mọi thứ thì nó không có được. Hay bây giờ mình làm một cái web app. Thì thật sự lúc đó mình trong lòng mình cũng hơi bị đắn đo, mình phân vân xuống. Tức là mình đang bỏ qua một cái đang ổn định để mình đổi lấy một cái gì đó nó mới mẻ, mình đang hy vọng là nó sẽ work. Nhưng mà thật sự là mà nói thì lúc đó anh cũng không hy vọng nhiều. Anh cũng nói với anh Tuấn là thôi coi như là anh cứ làm thử đi, còn cái khả năng của thành công á thì anh cũng không có hy vọng nhiều lắm. Nhưng mà phần mềm chạy thì thật sự là nó hơn cái anh rất được rồi. Bắt đầu từ cái mảng mà web app nó ok đó, thì mình đã đổi qua website. Coi như là xây dựng website một cách bài bản. Nhưng mà cái website đó là cũng phải là có sự tham gia của... Đợt đó là làm, khi mà anh làm đó là kéo anh Sino vào làm chung. Và kéo luôn anh đi vào thiết kế luôn, vào cái giai đoạn thiết kế luôn, để mà làm ra được cái sản phẩm. Nó xịn là cái một cái trải nghiệm về mua hàng nó sẽ không có giống bất cứ một cái website bán hàng liên quan đến cái lĩnh vực phụ tùng xe máy. Và kể cả cái bộ nhận dạng thương hiệu cũng là bên mình làm phát triển. Thì đó là cái trải nghiệm